Chào mừng anh em đã quay trở lại, mình là Supel. Và video này sẽ khác một hôm một tí. Mới hôm trước làm video về laptop và về điện thoại nhiều quá rồi. Hôm nay sẽ là video phục vụ cho anh em thích chơi game và những anh em nào mà ở nhà sử dụng máy tính địa bàn chuẩn bị nâng cấp. Và đây là video mình sẽ so sánh cho các bạn ba các đồ họa đến từ ba hãng nổi tiếng thị trường bây giờ, đó là Asus, Gigabyte và MSI, với ba chiếc các đồ họa GTX 1050 Ti. Thì để xem là với cái số tiền các bạn bỏ ra thì mua của hãng nào là tốt nhất, và liệu cùng là cái GPU 1050 Ti thì nó có giống nhau hay không. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngày bây giờ nhé. Intro. Woo. Với tên tuổi của ba nhà sản xuất này thì có lẽ anh em chả lạ lùng cái gì rồi. Ở đây chúng ta có chiếc 1050 4G này đến từ Asus, và đây là chiếc Strix Gaming này. Ở đây là chiếc Gigabyte này. Gigabyte không phải là WinForce mà gaming gì cả, chỉ đơn giản là Gigabyte thôi. Tất cả các bản này đều là bản cả 1050 có hai quạt nhá. Đây là chiếc 1050 đến từ Gigabyte này với hai quạt này, cũng 4G này. Đây là chiếc MSI. Cũng chỉ đơn giản là GTX 1050 Ti thôi, không có gì cả, không có Tiger hay khủng gì cả. Thế nên là đây là ba phiên bản, thì hai chiếc này có thể nói là cơ bản hơn. Còn chiếc 1050 Ti này thì ngầu hơn một tí, gọi là dòng Strix gaming game mủng các thứ ấy. Đương nhiên là chiếc Asus Strix này sẽ có giá cao nhất, nếu như không nhầm thì khoảng tầm 4.8-4.9 triệu đồng gì đấy. Chiếc Gigabyte này thì giá là khoảng tầm 4.4 triệu. Còn chiếc cặp MSI này sẽ là có giá rẻ nhất, là sẽ khoảng tầm 4 triệu lẻ mấy chục nghìn thôi. Thì đây sẽ là ba mức giá để các bạn lựa chọn. Trước khi đi vào phần hiệu năng thì sẽ nói một chút đến phần ngoại hình và thiết kế. Thì ở ba chiếc cặc này, cái giá cao nhất đương nhiên chiếc cặc Asus rồi, thì chúng ta có một cái backplate khá là ngầu làm bằng kim loại. Chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt hai quạt, và có vẻ như là cái heatsink ấy, cái phần cục tản nhiệt nó lớn nhất trong cả ba chiếc cặc, nên là trông nó to hơn một chút so với hai chiếc cặc còn lại. Và về cổng kết nối thì chiếc cặc Asus chúng ta sẽ có hai cổng DVI này, một cổng HDMI và một cổng DisplayPort. Và về chiếc cặc Gigabyte thì nó có cái backplate đằng sau, nhưng backplate chỉ làm bằng nhựa thôi, không là làm bằng kim loại chứ cả Asus. Nhưng mà được cái là cổng kết nối chúng ta khá là nhiều, các bạn có đến 3 HDMI, 1 DVI và 1 DisplayPort. Đó, khá là nhiều để anh em có thể xuất hình ra. Còn chiếc cặc MSI thì khiêm tốn nhất, và chúng ta chỉ có 3 cổng kết nối, đó là 1 DisplayPort, 1 DVI và 1 HDMI, chỉ có 3 cổng thôi. Và cái phần tản nhiệt ý, thì cũng không có ống đồng, chúng ta thì có một cái block nhôm. Đó, như vậy thôi, không hề có ống đồng trong này. Thì mình đã thử nghiệm cả ba chiếc cặc này trên cùng hệ thống tại cùng một thời điểm giống nhau, nhiệt độ môi trường giống nhau luôn. Chúng ta sẽ có cái chip Core i7-4770 thì để đảm bảo không bị bóp cổ, bởi chip đấy cũng khá là mạnh. Chúng ta có 32GB và sử dụng là mainboard Z97 Extreme 4 và một ổ SSD NVMe đến từ Western Digital mà mình sẽ review trong video ngay sau đây. Thì các bạn nhớ subscribe nếu mà muốn xem video sắp tới, mình sẽ so sánh giữa ổ SSD NVMe và ổ SSD SATA xem khác gì nhau hay không nhá. Nhớ subscribe. Bây chúng ta sẽ quay về ba cặc này. Thì quy trình test của mình như sau: mình cắm cả ba các đồ họa này vào một hệ thống lần lượt, sau mình test từng chiếc một ở cùng một điều kiện thời tiết nhé, nhiệt độ xung quanh môi trường giống nhau, và sử dụng cùng hệ điều hành Windows sạch mới hoàn toàn và driver mới nhất đến từ Nvidia. Thì đầu tiên mình sẽ dùng phần mềm là Firmax để test cái FPS đạt được khi chạy phần mềm Firmax cũng như nhiệt độ tối đa của ba các đồ họa là bao nhiêu. Thì đầu tiên là chiếc cặc Asus. Chiếc cặc này trả về nhiệt độ tối đa là 56 độ C và 43 FPS sau 5 phút test ở độ phân giải Full HD và khử răng cưa 8X. Thì con số nó rất là ấn tượng khi mà chiếc cặc này có xung nhịp rất cao, cao nhất trong cả ba chiếc cặc ngày hôm nay. Khi chạy Firmax trong vòng 5 phút liên tục thì xung nhịp core clock vẫn là 1809 MHz và chạy khá là ổn định. Và mình nghĩ là với cái nhiệt độ 56 độ C chúng ta có thể thoải mái ép xung lên trên cao hơn nữa, thì nhiệt độ khoảng tầm 70-80 độ vẫn có thể chạy một cách thoải mái. Thế là các bạn nếu mà có khả năng thì phải ép xung cái cặc lên và có thể chạy hiệu năng cao hơn rất là nhiều so với cái xung nhịp cơ bản nó đang có. Chuyển sang chiếc cặc Gigabyte thì chúng ta có một cái con số tương đối giống cái chiếc cặc Asus nếu mà tính về FPS, là khoảng 43-44 FPS trung bình sau khi test 5 phút ở cùng độ phân giải Full HD và khử răng cưa 8X trên Firmax. Nhưng mà nhiệt độ thì lại cao hơn. Nhiệt độ chiếc cặc Asus thì chỉ có 56 độ C thôi, còn chiếc cặc Gigabyte thì lại cao hơn một chút, lên đến 65 độ C, cao hơn 9 độ. Cũng không biết là tại sao, có lẽ là tại cái phần heatsink của cặc Asus nó nạc thịt hơn, thế nên là chúng ta đã có được cái nhiệt độ tốt hơn. Nhưng mà cái một phần cũng phải đáng lưu ý, đó là cái xung nhịp của cặc Gigabyte này nó vẫn thấp hơn. Nó chỉ vào khoảng 1695 MHz thôi, tức là thấp hơn khoảng tầm hơn 100 MHz so với cả cái cặc của Asus. Thì nhưng mà nhiệt độ lại vẫn là cao hơn, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những cái vấn đề này. Chuyển sang cái cặc cuối cùng là cái cặc MSI GTX 1050 4G ở đây. Và một điều đặc biệt cái cặc này lúc mình tháo ra mình không để ý, đó là nó không có cổng cắm nguồn bên ngoài. Tức là hai chiếc cặc này sẽ có hai cổng 6 pin để chúng ta cấp điện từ nguồn vào. Có những cặc mới đi thì hoàn toàn không có nha các bạn. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng nguồn với công suất thấp hơn một chút. Và cái xung nhịp của cái cặc này core clock lúc mà chạy Firmax chỉ hơn 1400 thôi, thì cũng là xung nhịp thấp nhất trong tất cả ba cái cặc.
Nhưng mà cái điều thú vị là những con số về nhiệt độ và FPS. Khi Firmax thì cái FPS đạt được của chiếc cặp mới đi thấp hơn một chút so với cặp của Asus và cả Gigabyte là 41 FPS. Và nhiệt độ thì cũng rất là hợp lý, nhiệt độ chỉ có 59 độ C thôi, rất là mát mẻ. Mặc dù cặp này nhìn nhỏ con nhất trong cả 3 chiếc, nó rất là gọn gàng, màu trắng, ngầu ngầu các thứ. Và sau đây là cái màn test game thì mình đã thử nghiệm qua 3 cái game khá là phổ biến trên Steam hiện giờ. Rất tiếc là không thể thử được PUBG, bởi vì PUBG đúng lúc mình quay video này thì lại sập server vào không kết nối được nên không thể chơi test cho các bạn được. Nên mong các bạn thông cảm. Mình sẽ test 3 game đó là CSGO, Black Squad và Dota 2. Thì đầu tiên cái chiếc cặp Asus Strix GTX 1080 Ti này, về game CSGO mình đã được FPS trung bình trong map Dust 2 đó là 140 FPS, con số khá là cao ở độ phân giải Full HD và tất cả setting maximum luôn, để hết lên 100%. Chuyển sang game Dota 2 thì tất cả các setting vẫn ở tối đa độ phân giải Full HD, chiếc cặp Asus đạt được là 136 FPS. Và cuối cùng là game Black Squad cũng ở độ phân giải Full HD và tất cả setting ở tối đa thì chiếc cặp Asus đạt được là 125 FPS. Chuyển sang chiếc cặp Gigabyte, ở game CSGO thì FPS thấp hơn một chút xíu so với chiếc cặp Asus là 137 FPS so với 140, cũng ở độ phân giải Full HD trên map Dust 2 và max setting luôn. Ở game Dota 2 thì FPS cũng đặt lại câu chuyện như vậy, đó là thấp hơn một chút, chúng ta đạt được 132 FPS so với 135 FPS của chiếc cặp Asus. Và game Black Squad thì lại khá thú vị là con số giống hệt nhau, cả hai cặp này đều đạt được con số là 125 FPS. Đó, nếu mà tính về hiệu năng game thì chiếc cặp Gigabyte thấp hơn tí tẹo không đáng kể so với chiếc cặp Asus. Và cuối cùng là em bé tí hon chúng ta là chiếc cặp MSI, có mức giá dễ chịu nhất và thiết kế cũng cute phô mai quay nhất. Ở game CSGO thì mình đạt được là 137 FPS, ngang bằng với chiếc cặp Gigabyte. Không tệ chứ nào, đúng không? Cũng độ phân giải Full HD và full setting. Ở game Dota 2 ấy, thì lại khá thú vị là chiếc cặp này lại cho ra FPS cao nhất. Mặc dù mình test là cùng độ phân giải, cùng setting, cùng một nơi trên bản đồ thì chiếc cặp này trả về 137 FPS so với 132 và 136 của hai chiếc cặp này. Nó một con số khá thú vị, không biết tại sao. Có lẽ là game nó hơi bị loạn chăng. Và cuối cùng là game Black Squad thì chiếc cặp này trả về FPS là 121. Và đó là những con số mình sẽ cho hiện cái biểu đồ ngay bây giờ để các bạn thể so sánh nhanh với ba cái cặp này. Sau cùng video thì mình chốt lại những cái điều như sau. Chúng ta đã cùng nhau so sánh những con số rất là thú vị rồi. Thì về chiếc cặp Asus, công nhận là đắt sẽ ra miếng thật khi mà chúng ta có mức giá cao hơn khá là nhiều so với chiếc cặp còn lại. Nhưng mà cái chúng ta nhận được là một chiếc cặp nhìn to, ngầu, nạc thịt hơn, có cả đèn LED các thứ ở đây. Backplate làm bằng kim loại và chúng ta sẽ có FPS nhỉnh hơn hai chiếc cặp còn lại, cũng như là cái nhiệt độ rất là mát mẻ. Thì chiếc cặp MSI cũng rất là mát, nóng nhất trên chiếc cặp Gigabyte. Có lẽ chiếc cặp MSI sẽ xung nhiệt vào thấp thì hiệu năng thấp hơn thì chúng ta sẽ mát mẻ hơn. Còn chiếc cặp Asus ấy, mặc dù có xung nhiệt cao nhất nhưng mà lại rất là mát mẻ, như các bạn thấy con số Firmax ở đây. Chiếc cặp Gigabyte thì có mức giá tầm trung ở giữa, hiệu năng cũng ở giữa, nhưng mà nhiệt độ hơi bị cao. Chúng ta lúc nãy là test Firmax đó thì mình không nhầm là lên đến 65 độ, thì 65 độ vẫn hoàn toàn mát thôi, chỉ đơn giản là nó cao hơn hai chiếc cặp còn lại. Còn chiếc cặp MSI là cái mức giá bình dân nhất, các bạn vẫn có hiệu năng cao của chiếc cặp 1050 Ti và các bạn hoàn toàn có thể ép zoom được, bởi vì nhiệt độ chiếc cặp này khi mà test Firmax chỉ 59 độ thôi vẫn rất là mát mẻ, hoàn toàn thể ép zoom được và mức giá rất là dễ chịu. Và đó là video chia sẻ nhanh về ba chiếc cặp đồ họa MSI, Gigabyte và Asus GTX 1050 Ti 4GB. Hy vọng anh em cảm thấy video vui vẻ và thú vị. Cả ba sản phẩm này thì đều có link sản phẩm ở bên dưới phần mô tả video tại website alphapc.com.vn. Anh em thể ngó qua để xem nhé. Và nếu anh em thấy video vui vẻ và hữu ích thì hãy bấm nút like, nhấn subscribe kênh Sofiel, hỗ trợ mình để sau này mình có nhiều subscriber, mình sẽ làm video chăm chỉ hơn nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video khác. Bye bye.